Rồi, xin kính chào quý vị. Hải Cơ Minh đang có mặt ở công trường ngã 6 Dân Chủ, giao nhau giữa đường Lê Văn Việt với đường Hiền Vương ngày xưa vậy. Bây giờ là cái mảng 8 với lại đường Võ Thị Sáu này. Phải qua đây là đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 11, quận 10. Đây, bên phải là ngã tư đường Phan Thanh Giản, bây giờ Điện Biên Phủ cái gì hướng về ngã 7 với Thế Tổ. Bên đây trời nó khô ráo hết mưa, nhưng mà do người ta lỡ mặc áo mưa á, bên kia nó chạy qua đây luôn rồi, thấy không, nó hầm lắm cái gì. Nên nói Sài Gòn là trời nắng mà mặc áo mưa ra đường có không? Có đó vậy, trời đang nắng không mưa mặc áo mưa này. Khu này là bán đồ ăn vặt cái gì, Nguyễn Thượng Hiền nổi tiếng, chè, bánh tráng trộn. Trước đây ngã tư với đường Võ Văn Tần. Ngày xưa là đường Trần Quý Cáo ấy. Chạy vô quay nhà bác Hảo cho bác coi đỡ nhớ nha. Ngay cái quán Saburo nè, nhớ không? Do người ta đang quán quán, người ta nhìn ra thấy cháu quay làm cái gì đó, nên là đi lướt qua thôi bác.
vòng lại cho bác coi lần nữa. Quán Tú nè. Đó, khu bên phải này ngày xưa bác nói là cái trạm xe lửa đó. Kiến trúc vẫn còn y như cũ đó, ha. Đó thẳng qua bên kia đi hết đường Lưu Hữu Thánh cho bác coi luôn nha. Đó góc bên trái là trường Nguyễn Bá Tồng, bây giờ là trường Bùi Thị Xuân đó vậy. Đó là ngày xưa xe lửa chạy dọc theo đây nè, sau này người ta lắng, người ta xây mấy kiosk lên, người ta bán, đây là mấy con dấu, dấu mộc bảng số nhà ở đây nè. Đó, và ra kia là công viên 23 tháng 9, là ngày xưa cái ga xe lửa lớn nhất. Rồi, vòng qua đây là đường Nguyễn Trãi, bên phải là đường Nam Quốc Cang, đi vô Lẩu Dê Tư Kỳ đó. Bên phải là đường Tống Quỳnh hay gì. Đoạn Nguyễn Trãi khu vực quận 1 ngày xưa là đường Võ Tánh hay gì. Bên phải đây là chùa Lâm Tế nè. Bên trái là cái chỗ shopping Sơn Mài, bán đồ lưu niệm cho tour du lịch đó. Rồi bên tay trái là khu Mã Lạng đó vậy. Rồi bên tay trái là đường Trần Đình Xu. Bên tay trái là đường Nguyễn Cư Trinh, bên phải là văn phòng của Bộ Công an. Để vô ta làm visa, passport, hộ chiếu vậy. Sửa dạo dồi nước. Rồi phía trước cái gì là ngã tư với đường Nguyễn Văn Cừ, ngày xưa là đường Cộng Hòa. Bên phải vẫn là bờ rào của Bộ Công an đó gì. Rồi bên tay trái là đường An Dương Dương, ngày xưa là đường Thành Thái nè. Trước cái màn hình cái gì là trường Đại học Sư phạm. Bên tay trái là trường Bác Ái, bây giờ là Đại học Sài Gòn ấy. Rồi khu này là chuyên đổ xe. Tức là mua xe hơi về cái dán tem là nâng cấp cái dàn âm thanh trên xe gì, rồi đèn xi nhan, bọc ghế,
này nọ đó, là đổ mấy cái đồ chơi theo xe đó là ra khu này thì thay thế phụ tùng xe hơi. À, lột xe mới mà đổ lại. Đây mới vừa mưa xong thì đường nó ướt. Xưa là Berezki ấy, rồi phải là ra ngã bảy. À, góc bên phải là nhà hàng Biển Đông, chuyên bán seafood. Rồi, phía trước là ngã tư với đường An Dương Dương. Bên phải có cơm tấm An Dương Dương nổi tiếng, cái đồng phục màu vàng ấy. Rồi, bên phải là đường Quỳnh Mẫn Đạt. Rồi, cuối đường An Dương Dương là gặp đường Trần Phú. Ngày xưa là Thành Thái với Nguyễn Hoàng đó gì. Đi thẳng là đi vô quận 5 đó. Trước là khách sạn Windsor nè. À, để phải là đường Sư Vạn Hạnh. Rồi, ok, thank you. See you ở clip tiếp theo nha. Bye bye.